Cái phần để mình hỏi anh là cái phần mà nãy chưa trả lời đó, là vấn đề kết quả tu hành. Kết quả tu hành là như thế này, nó ra anh khá nè, vợ chồng anh về thì em mới hỏi vợ chồng anh là như thế này, em hỏi đi anh khá thì anh khá nói, em nói như thế này, nó có cái hiện tượng giống như kiến bò hết trên đầu ngay đây, em chỉ cho anh rồi cái nó như thế nào á, thì em không có thể nói diễn tả được. Mỗi lần mà em ngồi á thì nó hiện tượng rút này, anh khá nói đó là rút chứ không phải là kiến bò, không phải trên xuống đâu, nhưng mà rút lên chứ không có đó, thì anh nói rất là, thì cái đó là một cái kết quả. Còn ngoài ra chẳng hạn những cái tính tình thay đổi hay là hiện tượng sáng hay gì đó, dạ không, cái vấn đề đó em nói thiệt, em chưa đạt đến cái trình độ đó. Mình như thế nào thì mình nói như vậy, nhưng mà em cứ bị đụng hàng hoài là đụng hàng với vợ với con đó, đó gia đình. Cứ... thành ra cái phần mà ảnh hưởng vợ con chắc là chưa có được gì. Dạ đó, cái thường thường mà ảnh hưởng với xung quanh, thứ nhất họ phải phục mình, yeah, họ thương mình, họ yeah, thích mình, họ phục mình, yeah, tại vì họ thấy mình có kết quả mà yeah, họ thích. Yeah. Ví dụ như nói hồi xưa ông này ông dữ lắm, ông nóng tánh lắm, bây giờ ông hay đi chơi, ông hay rượu chè, bây giờ ông bỏ hết, phải có cái gì đó đổi, yeah, làm cho người ta thích, người ta phục. Yeah. Yeah. Thì nói như thế này, chính cái hôm mà em đi đây á, vợ em đưa tiền cho em đi và em mua vé xe vô mà, rồi bà mới nhắc nhở với em này nè, thôi chuyến này ông đi qua đó rồi thì bỏ thuốc với bỏ rượu đi, về đây cho nó đàng hoàng cho con cái. Như vậy là cũng là một cái thành quả rồi đó, em thấy có diễn tiến rồi đó. Đó nhưng mà thành quả rồi của vợ, vợ thành quả là nhưng mà bây giờ ở đây em về mà nó đó, nó... nếu mà bỏ thuốc bỏ rượu thì cái đó là thành quả. Dạ dạ dạ. Mà làm cơm thì vợ vui lòng. Dạ dạ. Em thấy chồng mới làm được vậy. Dạ. Anh có bị thời cuộc đặc khu hay là cái mạng mà ảnh hưởng gì tu hành không? Ở Việt Nam mình khó tu hơn ở hải ngoại. Dạ. Tình hình nó căng thẳng. Dạ, em hiểu cái vấn đề đó là bởi vì như thế này. Em biết có cái vấn đề mà em không thể nói ở đây được. Em chỉ nói như vậy chắc là các bạn đạo cũng hiểu thôi. Chỉ nói là phần mình đó, phần có bị ảnh hưởng hay không, không phải chi tiết. Dạ, thì nó cũng đôi khi nó cũng có ảnh hưởng, gió mùa mà. Thì mình không trung tâm báo thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì cái nhiều bạn đạo họ mới chứng hỏi mấy bữa nay ở tại đại hội đó. Dạ. Thì bạn đạo Việt Nam thì này đi được cũng hơn 100 người đó. Dạ. Có hỏi một vài người mà chung quanh đó. Dạ. Thì họ có nói, họ nói chuyện này đó tốt nhất là mình đừng có đụng vô. Dạ, có nghĩa là họ quan tâm không có ảnh hưởng. Dạ, dạ, họ đụng vô nguy hiểm. Dạ. Thôi để mình lướt qua một cái chuyện nữa là năm nay anh đi đại hội lần đầu tiên phải không? Dạ. Thì như thế này, chị nói là em hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên và có lẽ rằng đây là cái niềm hân hạnh nhất đối với thành phố Đà Nẵng à. Không, anh nói thật đấy. Không, từ xưa đến nay 10 năm trời mà em sống ở Đà Nẵng chưa thấy có một cái bạn đạo nào Đà Nẵng được tài trợ để đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên. Mà cũng không phải có tự túc đi được. Dạ, không phải, không phải. Cái đó phải đi đại hội. Đà Nẵng là chỉ có thiên anh Ba Tri với anh Kỳ thôi. Hai có điều kiện có đi. Dạ, ông Ba Tri ông đi nhiều lắm. Ồ. Đi nhiều, ông Ba Tri ông còn kể ông đi du thuyền với thầy nữa mà. Ông đi qua Mỹ hay là ông đi Úc hay đi đâu đó, ông đi nhiều. Còn anh Kỳ thì Singapore hay là, là bên Tân Java hay là gì đó, Ấn Đảo đồ này nọ đó, Mã Lai rồi gì đó, Thái Lan gì đó, mấy ông đi được chứ em thì mình nhân đặt xích lô làm gì có tiền gì. Thì qua em bày tỏ với anh Khá, vợ chồng anh Khá, thì em nói như thế này, ngán này. Năm tới này nếu mà tất cả các bạn đạo mà nếu mà có những cái khóa sống chung mà tại Việt Nam này, anh giúp cho em đi quá. Em đâu có ngờ rằng là lại được ơn trên là anh Lâm anh lại tài trợ cho đi như vậy, là đây là cái duyên mà em nghĩ rằng em không thể có điều kiện được. Nhưng mà có làm mình hồi hộp là anh đến chỗ nhà thương. Dạ không, em đi đây. Chị nói nhà thương đây là hình như ý trên nhất để cho thấy cái này là em không thể tin được, đây vẫn còn vết thương đây. Đây gì? Khâu khâu dập mặt xuống mà đánh cầm. Nên là miễn lành hết rồi. Dạ, cái này từ bữa hôm mà em báo chị là nó vẫn còn vết thương. Hiện tại bây giờ
Nhưng cái chân gãy này nè, chị hỏi em có đi được không đó, thì em nói em bây giờ em chưa biết được, nhưng mà trả lời lời sau. Chân gãy này chụp phim băng bột em lên đến đây mà, cái rồi cái bắt đầu đi chụp phim lại, đến khi tái khám chụp phim lại, hình như đến cái ngày mà chị nhắc có đi được không á, em đi lên tái khám chụp phim lại, không có một vết gãy. Cái điều này em mới tính cho hỏi này, cho nên mình mới nói tại cái tay mình bị gãy đó, là mất tới 8 tháng nó mới lành. Tại nó băng bột á, cái mình nó có tự động đó, nó khó. Thành ra lại mọi họ không biết lúc mình có đi được hay không, thì phải kiếm người thế thôi. Thì em thấy đó là cái điều để chứng minh đó. Thành ra không nói ra ai biết gì đâu, thấy đi đứng đàng hoàng. Em chống gậy mà. Đó, thành ra mấy bữa nay mình đâu thấy hiện tượng gì chị đâu. Thấy gì này, mình chỉ thấy hạn như bị phòng chân thì dán cái băng keo, dán cái băng xịn là băng keo, dán cái băng đẹp. Thành ra thành ra thấy cũng tốt, kể như là này, chứ không kể như là đây đấy. Chứ không gãy chân một khúc khúc chỗ này nè. Em đạp cái thắng xe, cái dép nó trượt xuống chuối thôi. Thì có gãy mấy bác sĩ mới băng bột đó. Đó là cái kiệm đi đại hội là kể như là cũng có phước rồi. Mình điểm mình trước khi mình bế mạc á, là anh có thể cho biết cảm tưởng đi đại hội, mặc dù mình mới bữa nay ngày khai mạc mới được có một buổi ha. Thì anh có thể biết cảm tưởng sơ sơ không? Thì như thế này nè, em nói thẳng á, đi dự được đại hội trước hết là em luôn tiện ở đây em bày tỏ lời cảm ơn của em đến, thứ nhất là anh Từ để cho em biết người này người nọ, khi mà đi cũng giống như đi du hành như vậy, trên chuyến xe microbit vào đến Vũng Tàu á. Rồi cái thứ hai nữa là cái này là cái điểm chính đáng, vợ chồng anh Khá về đây. Nhưng mà em tiếp xúc với vợ chồng anh Khá, đầu tiên thì em tiếp xúc với anh Khá, anh Kỳ, anh Từ, có anh Từ ngồi đó, anh Khá ngồi đây, anh Kỳ ngồi đây, thì em ngồi đây, thì em nói tự nhiên thôi. Đối với em hỏi với anh Khá, anh có hay gặp thầy, anh được tiếp xúc với thầy chưa, bắt tay bắt chân gì thầy chưa, nói có rồi chứ anh có. Thì em nói nếu mà như vậy thầy có trong anh, cho em ra đi. Đó rồi cái tự nhiên nó có cái dây điện chạy qua. Dạ. Như vậy đó. Chứ phải là ông tự khi mình đi qua cái ảo giác á. Dạ. Thì như vậy đó, rồi cái anh Khá mới anh về, anh về đây, cái hai vợ chồng anh ở cái khách sạn em hay lên là này, anh chỉ cho những, anh nói về những pháp này nọ cho em hiểu thêm. Rồi cái xong xuôi anh nói là qua năm này nè, hai vợ chồng con gái anh về, cái anh gửi cho em một đôi dép gì đó. Chứ em đâu có. Thì lúc nào đó thuận tiện thì lên trên micro với lại cái này, cái điểm chính đáng nhất là em xin với trong cái chương trình này em xin gửi lời cảm ơn đến anh Lâm, vợ chồng anh Lâm đã có cái tấm lòng giúp đỡ cho qua lời giới thiệu của anh Khá, vợ chồng anh Khá em gặp khó khăn như vậy, mà em nghĩ rằng là chỉ có giúp em trong những cái gì mà khóa sống chung ở trong nước thôi, chứ ai ngờ cái đùng một cái đi qua được lại cái đại hội này là nó cũng cần nhiều tiền ở chỗ là phải đi máy bay. Đại hội mang qua ranh giới mà service nó rất là dễ dàng. Cho nên năm nay chỉ có 2 người được thôi, chứ năm nay 3 người hay 4 người đó. Thành ra tóm lại mình nên là có hỏi là mặc dù đại hội bữa nay là ngày đầu tiên, mới được có buổi sáng thôi, bây giờ 2 giờ mình trở vô sinh hoạt tiếp, nhưng mà có cảm tưởng sơ khởi gì mấy cái ngày sống ở đây, hôm qua tới đây, ngày sáng này? Thì bước chân em chưa nói cái chuyện đi, mà em nói từ Đà Nẵng em vào Sài Gòn để bến xe miền Đông xong xuôi đâu đó rồi em đón xe bus đi về phi trường Tân Sơn Nhất, rồi em sống bụi một đêm lang thang, cứ lang thang biết tìm nhà bạn đạo mà. Dạ không, em có bạn đạo nói em đến nhà, nhưng mà em cái vấn đề đó thôi, hôm qua em cũng nói là chung là không ghét cái bạn đạo bụi. Thôi mà tay ba lô được thì mình cũng việc ba lô đi chứ. Thì em ngủ một đêm thấy cũng hay, thì nói đến còn số 6 thì em đến 3-4 giờ sáng thấy một đoàn lên đến
cái cột số 6 ở trên tầng 2 ấy. Em tưởng là đoàn vô vi mình. À, nhưng mà không ngờ cái đoàn đoàn khác. Đoàn khác. Nhưng mà cái đêm ngủ ở ngoài đường là ngủ ở đoàn đường xá chạy. Cái ghế nè. Ghế ở phi trường á. À, một cái phi trường. Thì cũng tốt quá. Dạ. Em đâu có phải là ở ngoài đường. Dạ. Giống hồi xưa thầy phải ngủ ngoài tạc. Dạ. Ở này ngủ phi trường cho nó tốt. À. Phi trường tâm sinh nhất trời đẹp lắm. À. Dạ, dạ, dạ. Thầy cũng có tệ. Tầng 2 đi. Không có tệ, đúng rồi. Nó không bị... đừng ta cho ở đó ngủ là sướng, tưởng bị đuổi cảnh sát, còn ăn tay đuổi cho khác thì mấy ông, mấy ông thổ công đó đâu có dám đuổi. À. Đệ tử thầy cũng đâu có dám đuổi. À, thì thầy sát cũng mới nghe nói là kỳ này bạn đạo đi rất là suôn sẻ. Dạ. Không biết có réo thầy hay không, nhưng mà đi qua không kiểm soát, không xé, không hỏi gì hết. Dạ, thì dạ. Tốt hết cả đoàn. Dạ, dạ, dạ. Thành ra cũng là may mắn. Thôi, để trước khi mình kết thúc thì mình để 5 phút rồi đó. Dạ. Anh có lời là nhắn nhủ hay có cái gì mà mình đã dừng chưa nói tới mà anh nhất định muốn nói tới không? Thì em chỉ nói đến thứ nhất là cảm ơn các bạn đạo đức đã giúp đỡ cho em những năm qua mà em bị tai biến này nọ. Hiện tại bây giờ tay em giờ cũng chưa lên. Đó. Rồi các bạn như Canada, anh ba Canada này. Rồi các bạn đạo Úc gì Mỹ gì nữa. Bây giờ em cũng không 8-9 năm rồi, em cũng không hiểu, không nhớ được nhiều lắm. Nhưng mà em xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đức, nhất là các bạn đạo đức từ cá rồi các bạn đạo cá. Với lại em xin lần cuối là em xin gọi lời cảm ơn anh Trần Long giúp đỡ cho hai chú cháu em thì em với lại Lam Trà mà. Lam Trà hồi đó chưa nói nhưng mà bây giờ thì em luôn thì em nói luôn. Ngày mai sẽ phỏng vấn anh Trà. Dạ, dạ, dạ. À, thì tốt quá. Thì em xin cảm ơn vợ chồng anh Lâm. Trước khi dứt lời thì em thấy đại hội mình quá. Em thấy em đến Myanmar này đây là lần đầu tiên dự đại hội, nhưng mà cho em lại đưa cho em đến được một cái đất nước gọi là vừa đất Phật mà vừa không khí trong lành, với là một màu xanh không mà. Nghe cái phòng anh dành ra cửa sổ thiết tượng là cây cối xanh rất là tốt quá. Đi hôm qua mình đi một vòng thấy cái này có rất nhiều cây xanh. Trong cái những cái thành phố lớn ở hải ngoại nhiều khi thấy toàn là bê tông nhà chọc trời. Không có thiếu thiếu chất xanh. Thế xong rồi chị ạ? Dạ, thì trên tay mình chấm dứt hết. Vì nếu không mình sẽ để buổi phần tư nhóm tu học chiều nay đó. Mình xuống không biết anh vô nhóm nào, mình vô nhóm nào. Dạ, cảm ơn anh, chúc anh mấy ngày đại hội thật là vui. Và khi trở về thì phải nhớ nghe lời vợ. Nghe lời vợ là quan trọng nhất. Không uống rượu, không hút thuốc, không nên bị bất tỉnh. Là tù thôi. Không, cái chuyện mà của cái người ta là của người ta, em không biết đấy đâu. Em học với người ta có nhiều người rồi. Mình thêm vô cũng bằng thừa thôi. Mình không đi cũng không có sao, không có sao, không có đổi gì hết. Không, cái đó chuyện của mình không làm thì không ai làm giùm. Em cũng cảm ơn lời nhắc nhở của chị. Cảm ơn tất cả các bạn đạo trên toàn thế giới. Cảm ơn anh. Thôi mình cảm ơn.